vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin bóng đá trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. 1. Thầy Park phá lệ làm điều bất ngờ quyết đấu Malaysia. 2. Thái Lan sợ hãi khi đội tuyển Việt Nam sắp có thêm thủ môn Việt Kiều. 3. Lý do thật sự khiến thầy Park thêm một lần nữa từ chối Văn Quyết. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thầy Park phá lệ làm điều bất ngờ quyết đấu Malaysia. Tuyển Việt Nam có thể sẽ gọi bổ sung người mới ít ngày trước khi đấu với Malaysia bởi vào lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ như khá mất cân bằng. Khi danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup với Malaysia và Indonesia được công bố, giới chuyên môn tỏ ra khá bất ngờ với tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thứ nhất ở vị trí thủ môn, chứ lực gia người Hàn Quốc triệu tập tới 4 cái tên gồm Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh và Văn Cường lên tập trung. Đấy là một sự ngạc nhiên thực sự bởi phần lớn các tập trung từ trước đến nay Huấn luyện viên Park Hang-seo không phải khi nào cũng gọi quá nhiều thủ thành lên tập trung và thường chốt luôn ba thủ môn cho mọi giải đấu thay vì gạch tên ai đó. Chưa kể vào lúc này, vị trí thủ môn ở tuyển Việt Nam là khá ổn khi Văn Lâm vẫn tỏa sáng ở Thái Lích để những người còn lại gần như khó có thể cạnh tranh vị trí. Và nếu như cẩn trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ nên gọi thêm hai người nữa thay vì ba như đã thấy. Điều đó cũng có nghĩa cơ hội dành cho những cầu thủ tuyến trên mất đi một suất. Càng đáng phải nói khi danh sách hàng phòng ngự mà ông Park triệu tập đang khá mong manh. Như đã nói, nhìn vào danh sách hàng thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam vào lúc này thực sự quá mỏng, dù có tới 11 cái tên chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia và Indonesia. Sở dĩ nói thiếu là vì đây là khu vực nhạy cảm nhất, cũng như khiến nhiều người lo nhất cho tuyển Việt Nam vào lúc này. Càng đáng lo ngại hơn khi mà ở trận đấu đầu tiên với Thái Lan, hàng thủ đã chơi không phải quá hay so với kỳ vọng. Đã thế, những người mới được ông Park lựa chọn đều đang có vấn đề khác nhau để chưa thể yên tâm. Trường hợp của A Hoàng là ví dụ, hậu vệ của Hoàng Gia Lai thực tế trước khi nào được coi là xuất sắc, để khi được triệu tập khiến tất cả bất ngờ. Hoặc với những trường hợp của Xuân Mạnh cũng thế, hậu vệ từng chơi rất hay thời điểm U23 châu Á cách đây gần 2 năm mới chỉ quay trở lại sau chấn thương từ đầu mùa giải. Và nếu gọi là đã lấy 100% phong độ, xem ra là chưa. Tất nhiên, những sự lựa chọn về nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên xuất phát từ chuyên môn cũng như tính toán về mặt phù hợp với chiến thuật, lối chơi mà mình đề ra cho tuyển Việt Nam. Nhưng rõ ràng, không phải trong số đó cũng tốt nhất để phải tranh cãi. Chưa nói tới việc nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, nơi hàng thủ tuyển Việt Nam, cũng phải tới ngày 6 tháng 10 mới hội quân để càng phải lo cho hối lợi phiền Park Hang Seo. Do vậy, rất có thể danh sách tuyển Việt Nam vẫn chưa khép lại ít nhất cho tới khi các cầu thủ tập trung, khi đến lúc này, ông Park mới có thể nắm bắt hoàn toàn ai khỏe, ai tốt hay ai phù hợp để bổ sung trước khi bước vào hai trận đấu đặc biệt quan trọng với Malaysia và Indonesia, chắc chắn là như thế. Trong suốt hành trình thành công đến khó tin với bóng đá Việt Nam, ông thầy người an Quốc luôn đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, nhưng ở vòng loại World Cup lần này, khi ưu tiên đầu tiên là kiếm được càng nhiều trận thắng càng tốt, có lẽ thầy Park sẽ phải nghĩ đến việc phá vỡ giới hạn an toàn để đội tuyển Việt Nam có thể ghi bàn và chơi bóng để hướng đến chiến thắng, thay vì rình rập chờ sơ hở của đối phương. Đặc biệt khi nhìn từ trận hòa với Thái Lan trên sân Thammasat, các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam với Công Phượng, Tiến Linh và Văn Toàn đều phá sản. Nếu trận đấu gặp Malaysia tới đây, niềm tin mà thầy Park đặt vào Văn Toàn hay Công Phượng không thể đem lại kết quả, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với khó khăn cực lớn khi phải chơi trận tiếp theo ngay sau đó trên sân nhà của Indonesia. Đáng lưu ý là đội tuyển Việt Nam đang xếp áp chót bảng G với vỏn vẹn một điểm. Trong khi đó, cả UAE, Thái Lan lẫn Malaysia đều xếp trên, dẫu cho cả Thái Lan lẫn Malaysia đều đã thi đấu hai trận. Chỉ có con đường duy nhất là thắng Malaysia thì đoàn quân áo đỏ mới có thể tranh chấp trước vé đi tiếp khi nó chỉ dành cho đội đầu bảng và 4 trên 8 đội nhì bảng có thể nói đây là trận đấu bước ngoặt của đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục tham vọng tiến càng xa càng tốt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu chẳng may thất bại trước Malaysia thì con đường phía trước của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cực kỳ mù mịt khi sau đó là trận đấu trên sân khách trước Indonesia đang cực kỳ khát điểm. Nhìn lại quá khứ, trong khoảng thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam luôn gặp không ít khó khăn trong việc ghi bàn. Ở Kings Cup 2019, họ chỉ có được bàn thắng duy nhất trước Thái Lan ở những giây cuối cùng của trận đấu và bàn thắng gỡ hòa một đều trước Krakow của Đức Huy chỉ đến ở phút 82. Bên cạnh đó, với sự thiếu vắng đỉnh trọng, hàng thủ Việt Nam đang có rất nhiều dấu hiệu sụp sạch. Cả hai trận gặp Thái Lan vừa qua, Subachok đều có những cơ hội cực kỳ ngon ăn để ghi bàn vào lưới Văn Lâm và cũng Subachok đã khiến Duy Mạnh quay như trong chóng trong, trong trận hòa không đều trên sân Thammasat ngoài ra chính sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể triển khai được sơ đồ ba bốn ba mong muốn thay vào đó thường xuyên phải thi đấu với năm hậu vệ chuyển sang năm bốn một hay năm ba hai nhìn tổng quan một lượt có thể thấy tuyển Việt Nam đang cần một chiến thắng để lấy lại tên tuổi mà toàn đội đã gây dựng được trong thời gian qua hơn nữa chiến lược gia người Hàn có lẽ nên xem xét lại chiến thuật của mình khi tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn phòng thủ với chúng ta mà nói là hợp lý nhưng giờ chúng ta không thể mãi thủ mà không công để giành điểm lọt vào vòng trong. Thái Lan sợ hãi khi đội tuyển Việt Nam sắp có thêm thủ môn Việt kiều. Chiang Sport của Thái Lan đã đưa ra những nhận định xung quanh việc một thủ thành Việt kiều chuẩn bị gia nhập đội tuyển Việt Nam. Philip Nguyễn, cái tên được người hâm mộ và giới truyền thông Việt Nam quan tâm từ hơn 7 tháng qua kể từ sau Asian Cup 2019 khi anh đã bày tỏ nguyện vọng được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam là một người mang hai dòng máu Việt Nam Cộng hòa Séc. Chàng thủ môn sinh năm 1992 có rất nhiều lý do để có được giấc mơ một ngày đứng trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Mới đây anh đã viết một tâm thư báo tin vui cho giới mộ điệu Việt về việc đã nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Với sự hỗ trợ của người bố yêu quý của tôi, tôi đã nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ của tôi chỉ đang chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận hồ sơ của tôi, nếu như vậy, tôi có thể được khoác áo gắn cờ đỏ sao vàng của Việt Nam thân yêu. Trước tình hình kể trên, Transient Sport Thái Lan đã có những nhận định. Như vậy đã có thêm một thủ thành Việt Kiều nữa chuẩn bị gia nhập đội tuyển Việt Nam. Anh tên là Philip Nguyễn, người mang hai dòng máu Việt Cộng hòa Séc và đang đầu quân cho câu lạc bộ Slovan Liberec. Vừa qua, thủ thành này đã có những chia sẻ trên mạng xã hội về tiến trình xin nhập quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng điều kiện để gia nhập đội tuyển Việt Nam. Hiện tại anh vẫn đang chờ thủ tục pháp lý và cả sự chấp thuận của cả hối lợi viên Park để biến giấc mơ thành sự thật. Trong quá khứ, thủ thành này tập luyện tại ABC Brennick Academy và ở Prague thủ đô của Cộng hòa Séc. Anh được uốn nắn bởi thủ thành huyền thoại Cech Năm 2016, anh đến thăm quê nội Việt Nam và mong muốn đến thi đấu tại một câu lạc bộ v lúc ấy anh vẫn có quốc tịch cộng hòa séc và hy vọng được họ lo việc nhập tịch quốc tế để sau đó có đủ tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng tất cả đã bị tắc nếu philip nguyễn góp mặt ở đội tuyển việt nam rõ ràng đội tuyển này sẽ có những sự lựa chọn tốt trong khung gỗ thật vậy trước philip nguyễn một thủ thành việt kiều khác đang cho thấy được tài năng và sự ổn định của mình ở đội tuyển việt nam đó chính là đặng văn lâm Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga đã chứng tỏ được giá trị ở các giải đấu đã qua như AFF Cup 2018, Asian Cup và King's Cup 2019. Lý do thật sự khiến thầy Park thêm một lần nữa từ chối Văn Quyết. Thêm một lần nữa tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lại vắng mặt trong bản danh sách 32 tuyển thủ tập trung cho trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Điều này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hiểu được vì sao huấn luyện viên Park Hang Seo lại không lựa chọn một cầu thủ đang có phong độ cực cao như Văn Quyết? Huấn luyện viên Park Hang Seo đã chính thức công bố 32 cái tên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 15 tháng 10 sắp tới. Có rất nhiều cái tên mới cũng như những gương mặt cũ thi đấu nổi bật ở V-League năm nay đã được ông thầy người Hàn Quốc trao cơ hội. Tuy nhiên khi nhìn vào bản danh sách này, Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất dễ dàng có thể nhận ra một điểm khác thường khi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, người đang có phong độ cực cao trong màu áo Hà Nội FC lại tiếp tục phải ở nhà cổ vũ cho các đồng đội. Quyết định này của huấn luyện viên Pa thực sự khiến nhiều người khó hiểu bởi lẽ Văn Quyết hiện đang là một mắt xích không thể thiếu trong lối chơi của Hà Nội FC ở mọi đấu trường trong và ngoài nước. Ở mùa giải năm nay, ngoài nhiệm vụ tổ chức tấn công, kiến tạo, anh còn có hiệu suất ghi bàn cực tốt những bàn thắng của anh góp phần không nhỏ giúp cho hà nội fc bảo vệ thành công chức vô địch v league sớm trước hai vòng đấu tuy nhiên dù thi đấu rất hay trong màu áo câu lạc bộ nhưng văn quyết lại tỏ ra khá vô duyên với tấm áo đội tuyển quốc gia điều này cũng khá dễ hiểu bởi đơn giản rằng đội trưởng của hà nội fc không thực sự phù hợp với lối chơi mà vị trí lược gia người hàn quốc đã gây dựng suốt nhiều năm qua chủ trương của hối luyện viên park hang seo là luôn muốn các học trò của mình thi đấu thật chắc chắn bên phần sân nhà rồi chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Với chiến thuật này, Văn Quyết có vẻ như không thực sự thích hợp bởi anh không phải là mẫu cầu thủ sở hữu tốc độ tốt cũng như những tình huống không chế bóng của anh là khá chậm rãi và nhiều chạm khiến những đường phản công của đội tuyển quốc gia Việt Nam không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đây cũng chính là lý do dù thi đấu thành công cho màu áo Hà Nội FC nhưng Văn Quyết vẫn không được vị chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên vào bản danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra. Ông Park đã nhường suất này cho Mạc Hồng Quân vì anh có thể đá như một tiền đạo lùi hoặc có thể là trung phong cắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi đến video của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ cho ekip và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.